Rồi nha. Nó đang qua tay em cầm chiếc nón quai thâu. Trời Đà Lạt cũng hơi u ái cho đoàn mình đó. Trời có mây nhưng mà không nắng. Nhưng mà thật ra trời này thì chính thức không đẹp lắm đâu. Nhưng với sắc màu của Hòa Phan thì chính là trên cả trời. Chào đi các bạn ơi, các hàng tiên của Hoa Dạ Quỳ. Chào, vui quá. À, cái bạn nào mà áo hồng hồng đỏ đỏ ngồi không bị nướng cái mặt lên cho người ta quay vô máy nha. Kim Hà nè. Hello. Phương nè. Phương Vũ nè. Chơi mà vô trong hình không thấy cái mặt là không có chịu luôn nha. Ai cũng thấy rõ hết nha. Ủa quen này chi vậy? Thôi kể đi kỷ niệm mà chị. Mà từ nãy giờ mình chưa thấy hạnh yêu của mình nè. Hạnh yêu mình nói là em chắc đã coi. Trời ơi, ai đâu mình nó đẹp lộng lẫy vậy trời. Rất là đáng yêu. Thu ơi, mày làm tiếp bài thơ này cho tao coi. Không, ca nhạc, ca nhạc. Khách sạn hay là khách sạn gì? Gôn, gì ông vàng. Ông vàng. Khách sạn ông vàng. Hôm nay tay em cầm chiếc nón quai thâu. Chân em đi mới dễ. Tao cao biết luôn á. Lát nó chụp hình nó giờ hơn 11 phút đó. Đây là tượng Tứ Đại Thiên Vương ở chùa Linh Ẩn Đà Lạt. Đây là cổng chính đi vào chùa Linh Ẩn. Đây là bên tay phải khi đi vào, đi từ cổng vào chùa Linh Ẩn, chúng ta có thể dễ dàng thấy được tượng Phật Bà Quan Thế Âm cao nhất Đông Nam Á. Tượng rất là đẹp, với gương mặt thật là phúc hậu. Đà Lạt, chùa Linh Ẩn đẹp lắm. Chừng đứng lên góc này, nhanh lên, nhanh lên, nhìn lên Phật Bà. Rồi 2, 3 đẹp rồi. Đẹp. Nó hơi tối nhưng mà kệ nó về có gì chỉnh. Tuyển ơi, tụi đi đâu vậy? Để phần xích lấy thấy được chứ. Rồi. Rồi.
Cái này quay để rồi nha, bắt đầu. 1 2 3 màu đỏ. Ê mày chưa đen đen mà cái màu đỏ nhìn mà đỏ vô đây. 1 2 3 rồi qua đổi kiểu đổi kiểu. Bây giờ quay lại, quay lại để tương tự, quay lại quay lại quay lại quay lại quay lại quay lại. Cô ơi, thấy rồi, ba đó, đúng rồi đó, đẹp phải đó. Cái cặp đây sao chưa thấy kìa. Khách quá hả? Cả nhìn con nha. 1 2 3 lại lần nữa nè. 1 2 3 đây rồi. Bây giờ chụp từng 6 người hay là rồi, mấy cô tươi lên nè, chụp chân dung ai cũng rõ mặt nè. 2 3 3 2 vô rồi. Bấm máy bận đi. Bấm máy bận. Bấm máy bận nè. Không bấm máy bận luôn rồi. Đâu thôi, cứ chụp đi. Chút của Hành sẽ gọi lại em. Ôi, cái này đẹp nha. Đó, anh nói cái này đẹp lắm mà các bạn nói không đẹp. Rồi, rõ mặt hết chưa? Nhìn con nha. Ai thấy không rõ mặt thì gán nhướng 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 con nè. Chú đi luôn nè. Dạ, rồi. Nhướng nhướng ra nha, con chừng mất mặt nha. Rồi, đúng rồi. Còn ai mất mặt nữa không thì tự lấy cho con nè. Dạ đúng rồi, cô Lan xin ra đúng rồi. Thấy đâu mà mỏi này nè. Ai cũng nghiêng qua là được. Ai cũng bước qua một bước là được. Ai cũng phải bước qua một bước là được. Ở đó hôm sau các bạn muốn ra tí thôi chứ. Rồi đây. Lại... Rồi con một tóc nữa nha. 1 2 3 4 1 2 Linh ẩn tự Đà Lạt, nơi có tượng Phật Bà rất là cao, cao nhất Đông Nam mà. Tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á, rất đẹp. Đây là cảnh chung quanh của chùa Linh Ứng. Các bạn có thể dễ dàng nghe được tiếng thác ở sát bên chùa Linh Ứng. Tiếng ầm ầm của thác. Đi về hết rồi, giờ chỉ còn sót lại cái đoàn tham quan của Long Khánh lên thôi. Các cô vẫn còn lưu luyến nên là chụp những bức ảnh. Và đây là đường đi xuống tháp voi, xung quanh thì các bạn thấy vẫn còn đang là xây dựng, có bán những cái vơ tròn to rất là đẹp. Rồi đi xuống nước thôi ha. Thank you.
Mọi người đó không ngại nằm xuống dưới bãi cỏ ở Tháp Voi. 1, 2, 3. Làm sao các bạn thấy là có những cái con voi đồng đặc biệt không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đập ngồi vô đi đồng. Đó, người có tâm nè. Ai cũng thưởng ngoạn cảnh đẹp, lại vừa là tự chụp cho mình những cái tấm hình ở nơi đây rất là dễ thương. Các bạn có thể nghe được tiếng ầm ầm của thác và tiếng mưa cười của các bạn ở trong đoàn. Đẹp lắm, sáng lắm. Nó tự nhiên. Đó, đúng rồi, vô đây kìa. Ngồi, ngồi cái thế khổ lắm. Vô, vô. Vô. Em thấy đúng rồi. Đứng đi, đưa giờ ngồi dưới đứng đi. Đây là Hiếu Hạnh, cô trưởng đoàn. Đang chụp hình cho các bạn ở trong đoàn. Hình ảnh của quý chị ở đây, các bạn có thể giảm xét đi. Mặc dù trời đã rất là tối nhưng các quý chị ở đây ai cũng lưu luyến với cảnh đẹp này. Xuống đây con, đi về tối rồi. Có vẻ là phấn khích nhất. Tối trên kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.